Chào mừng các bạn trở lại với cả kênh QB Game của mình. Ở tập trước thì sau khi chúng ta nghe điện cú điện thoại cuối cùng thì chúng ta được biết là hai chị em nhà Zo với Mia thì đã bị tên anh trai bắt bắt cóc. Nhiệm vụ tiếp theo của mình chắc là phải tìm đến nơi bắt cóc hai chị em đấy để chế tạo ra cái huyết thanh để giải cái nhân cách thứ hai của vợ yêu Mia của chúng ta. Ở câu cuối mình nhớ không nhầm thì ông anh trai ông ấy nhắc chúng ta là phải nhìn vào cái tủ lạnh. Không biết trong này thì nó có cái gì. Còn một vật phẩm khá là mới. Không biết các bạn nhìn nó thấy quen không? Mình nhìn nó trông rất là kinh tởm. Ồ, chúng ta có cái thư thì sao đấy? The big is waiting for you in the second room. Hắn chửi chúng ta luôn. Rất là khốn nạn. Chúng ta thì mấy tập trước như các bạn biết thì đã giết được bố mẹ vợ. Chắc bây giờ quá trình tiếp theo là sẽ đi giết thằng anh vợ. Giết cả gia đình nhà vợ luôn. Đi second room không chắc nó ở chỗ nào luôn. Ta có khá là nhiều room. Mà không biết là hắn hẹn mình ở đi second room là ở chỗ nào. Rất là bản đồ rất là rộng. Chúng ta có bedroom. À, nếu như các bạn còn nhớ thì xác của cái ông anh cảnh sát của chúng ta là ở cái chỗ chúng ta xử đẹp ông bố vợ thì phải. Mình nghĩ là vậy. Vậy là chúng ta phải chạy vào tầng hầm. Ồ, các bạn, chúng ta nhặt được thêm một cái coin này. Rất là tuyệt vời. Và thế là như các bạn biết thì mình đang thiếu một cái coin để lấy khẩu Magnum, một khẩu súng lục mạnh nhất ở trong cái series Resident Evil. Rất là hay, rất là may khi mà mình nhặt được một cái ở ngay cạnh đây luôn. Vậy là chúng ta có thể lấy được khẩu Magnum rồi. Rất là tuyệt. Và khẩu mang luôn rất là đẹp. Rất là đẹp. Và cũng là mạnh nữa. Vậy là chúng ta đã có khẩu Magnum. Mình nghĩ là có thể sử dụng nó rồi. Không nhất thiết là phải dùng. Món đồ của chúng ta lại chật trở lại. Vậy là chúng ta lại có thêm vũ khí để dễ dàng vượt màn hơn. Không nhầm thì chúng ta sẽ đi xuống cái hầm tối tối chỗ mấy con móc móc đờ mấy con nhảy nhụa khá là kinh. Chúng ta sẽ xếp vô vào đây cho nó gần vậy. Không biết là có nhà nào mà hầm hiu như cái anh chàng này khi mà phải đi giết hết tất cả người trong gia đình nhà vợ hay không. Ở đây chúng ta có cái gì đấy? Đấy, lúc cần thì không có đâu nhưng mà lúc chúng ta hoàn thành mục tiêu thì rất là nhiều coin hiện trước mắt. Có được người cười. Lại là cái bà già này. Biết đây có phải là boss cuối hay không, là mình thấy bà này bà hiện ở khắp mọi nơi.
cứ nơi nào có bài ấy là y rằng là có cái gì đấy xảy ra. Lại là tiếng động lạ rồi. Ui awesome. Ui con này thì đúng chất luôn, đúng chất của con modder của Resident Evil 5 luôn các bạn. Cái kiểu bò phi người mà rất là kinh khủng, cũng rất là nhanh nữa. Chúng ta đánh bắn xa cũng không an toàn. Đây chính là cái room của con nó. Anh ấy đã được chuyển xuống cái bàn, trông khá là yên nghỉ. Không biết là có cái gì đấy. Đây chúng ta có cái bảng viết cái gì đấy. Đây chúng ta có thể tích với cô. Wow, trời, rất là khủng khiếp. Kinh quá. Rất là tờ. Ra đây là nơi mà ông anh rể ông ấy giấu cái cây snake cây. Rồi ba tì ạ. Khốn nạn, ba tì của ông anh trai là cái gì? Đây là chúng ta đã có cái snake cây. Đây, ngay cạnh đây chúng ta có một cái cửa cần snake cây luôn. Một cái gì vậy? Lại là anh chàng đẹp trai này. Đi trên luôn. Anh chàng này thì rất là dễ đánh. Chỉ ngại anh chàng bò kia thì rất là nhanh, bò bắn. Đây là cửa sân cây đầu tiên của chúng ta. Đây chính là cái phòng mà chúng ta lấy được cái cây bọ cạp, đúng không? Đó là cánh cửa kia, là cánh cửa chúng ta thông lên đây. Đây chúng ta sẽ chạy về cửa cũ. Chúng ta chạy về main hill mình nhớ không nhầm là hai cái cánh cửa rắn, mình vẫn nhớ là chúng ta không thể mở được rồi. Trên cái tầng 2, chỗ lấy khẩu shotgun. Mình sẽ quay về đây. Còn lại anh chàng đấy. Không biết là còn nên cầm dao ra giết anh ấy không, đốt tuyến đạn. Các anh ấy bây giờ rất là xuất hiện rất là nhiều. Số lượng khá là nhiều. Đấy. Nghe vẻ như là không bao giờ ngớt. Sit down beat. Giờ chúng ta sẽ lên cái cửa. Đây là một cửa. Vâng. Bài teleport rất là nhanh. Đã ngồi đây rồi. Đây là ai vậy trời? Rất là đẹp dài. Chúng ta lại đầy hòm đồ mất rồi. Mình nghĩ là nên sử dụng cái này. Cái hòm đồ trước. Rất nhiều đồ ẩn hiện ra luôn. Chúng ta có một cái thùng hộp đây. Đó, một cái bích lốc ấy. Khá là nhiều đồ linh tinh. Mình nghĩ là nên cất vào một khẩu súng đi hay hơn.
lục. Không biết là ở đây còn cái gì không. Ồ, khá là may mắn, hòm đồ chúng ta được mở thêm. Mình đang bí, gặp ngay chỉ số photo. Không biết nó là cái đầu mà nạc canh hay là cái đầu của ai đấy nữa. Đây chúng ta có cái gì ở đây ạ? Nitro ra là cái gì vậy? À, nó là viên đạn. Ở phần giống như viên đạn đóng băng đấy. Đây chúng ta có bản đồ chế khẩu súng gì đấy ạ? Trong căn nhà hình quạ main house. À đây chính là cái cửa sau cái ảnh con đại bàng mà chúng ta đã soi lên tường. Đây là một cái cửa bí mật. Là chúng ta có thể nhặt được cái big lock này rồi. Mình thực sự thấy cái game này nó hạn chế cái big lock rất là nhiều. Có thể là về sau mình cũng sẽ kiếm đủ. Nó sẽ cho mở phía sau thôi. Đây, cái big lock ấy. Đây, chúng ta còn một cái cửa rắn ở đây nữa. Đây là phòng, khá là giống phòng của đứa trẻ, nhưng mà mình nghĩ đây là chính là phòng của thằng anh rể. À, có bàn trang điểm này. Vậy là không phải. Chúng ta có một cái quyển nhật ký. Một cái bóng chày. Toàn đồ lưu niệm. Cúp. Chắc là cúp bóng chày rồi. Rất là nhiều cúp luôn. Quả bóng rất là thể thao luôn, gần như là phòng tưởng niệm, phòng riêng, phòng tưởng niệm luôn. Đây chúng ta có cái đèn. Chúng ta có cái gì ở đây đây? Một cái nút màu đỏ. À, hóa ra nó là cửa bí mật luôn các bạn ạ. Rất là bất ngờ. Đây, chúng ta có gì đây ạ? Oliver. Chắc đây là căn phòng của ai đấy tên là Oliver. Chúng ta vào đây. Các bạn còn nhớ thì ở đây chúng ta có một cái hòm không mở được. Cần cái bit lock. Game sắp xếp rất là hợp lý. Thường thì quanh quanh cái chỗ nào cần big lock là có big lock luôn. Đây, chúng ta sẽ quay lại cái phòng này. Mình quên mất chúng ta đi lấy khẩu súng trước đã. Mình nhớ không nhầm thì nó là cần chìa khóa hình con quạ. Quay lại lấy chìa khóa đã. Ui. Đây. Lại là cái anh nguy hiểm này. Mà cái mình phát hết shot luôn. Đúng là khẩu shotgun rất là bá đạo, bắn gần. Mình sẽ lấy hết tất cả cây nhỡ đâu thì nó thiếu. Sau đó mình sẽ quay lại mình cất sau vậy. Anti que coi súng chi xua, cái này mình nên nghĩ đến để lại. Còn khá nhiều, mình sẽ cất bớt khẩu lục đi vậy.
Nghe về để nhiều súng mà không dùng được thì cũng khá là bất tiện. Mình sẽ sử dụng khẩu Magnum thôi, vì nó là khá là mạnh. Ủa, mình như nó có một viên trời. Đây, chúng ta còn mấy viên này. Đạn shotgun này, đạn lục đặc biệt này. Mình nghĩ vậy là ổn. Chỉ số photo mình chắc không cần nữa. Mình phải nhìn lại xem nào. Nó ở chỗ vị trí nào nhỉ? Thôi kệ nó vậy. Sẽ quay lại cái chỗ kia xem chúng ta cần cái kia gì. Chính là cái cửa đấy, đúng không? Mình nhớ, rất là nhớ. Nó cần là chìa của con quạ. Rồi, chúng ta đã vào được đây. Đây là khẩu súng. Đây là khẩu súng không nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đây là khẩu bắn lựu đạn. Trông rất là cổ, rất là kỳ quái. Như vậy là khẩu launcher của thời đại trước hay sao? Rất hay. Viên đạn chúng ta vừa nhặt được hình màu xanh xanh, hình như đây chính là đạn của súng này. Gunpowder. Chúng ta cần một cái túi đựng máu nữa. Đây, chúng ta có viên đạn đây rồi. Vậy là xuất hiện khẩu súng này có nghĩa là chúng ta sẽ lại đi săn con boss bằng khẩu súng này. Đàn sẽ rất là to. Đây chúng ta không còn gì nữa thì vậy. Đây, chúng ta lại có thêm một khẩu súng mới. Giờ thì chúng ta sẽ lại đi lên cái phòng có cái cầu thang ẩn lúc nãy. Phòng đồ lại chật. Vấn nạn trong cái game này hay sao? Mình thử dùng phòng này xem nó như thế nào. Nó bắn từng viên một các bạn ạ. Không biết là nó có tác dụng nhiều hay không. Không biết là ở đây chúng ta... Ồ, các bạn nhìn này. Có một đường hầm. Có một đường hầm ở đây. Không biết chúng ta phải làm nào để xuống nước dưới đây. Trong này không có thấy có ghi hướng dẫn gì cả. Không biết ở đây nó có công tắc gì không. Tò mò. Ồ, các bạn nhìn, à, chúng ta xoay được này. Không biết nó có tác dụng gì không nhỉ?
the same time as all other clock. Một thời gian giống với cả những cái đồng hồ khác à? Chúng ta có cái đồng hồ ở đây, vâng đây đúng không? Nó ghi là hình như là 10 giờ 15 mình nhớ không nhầm. Đúng luôn. Quanh quanh khu nhà nó rất là nhiều bí ẩn. Đúng chất demo của các bạn của mấy game thủ nổi tiếng thế giới. Rất là nhiều bí mật. Vậy là chúng ta sẽ phải quay về 10 giờ 15 phút. Chính xác. Bên dưới này có anh em nhà Mia bên này không? Đường làm u tối. Căn hầm chắc phải là mùi kinh lắm đấy. Anh này anh phải kêu lên. À vâng, chúng ta tìm được cái cây cát khá là bất tiện khi mà hòm đồ chúng ta lại đẩy. Mình nghĩ vứt cái này đi, mình đang có rất là nhiều máu. Một cái cây cát, chúng ta cần phải tìm hai cây cát thì mới đủ. Hình như là họ đang muốn thí nghiệm để tạo ra một con vật mới hay sao. Cái cửa này chúng ta đang ở, à đây chính là cái hầm, đây chính là cái cửa mà chúng ta không mở được lúc trước, giờ thì nó lại mở thông ra đây rồi. Ô, đâu vậy? Rất là nhiều. Đấy, thử súng luôn. Đây. Súng rất là mạnh luôn. Ôi ôi, cũng chưa chết, chưa chết. Kính quá tí. Xịt. Fuck you. Ôi, chết rồi, hết đạn. À. Welcome to the hell, fuck you. Tổ dưới lên còn bán cả shotgun các bạn. Tuy nhiên thì nó lại quá hạn chế đạn khi được bắn có một viên một. Rất là tiết kiệm. Shotgun thì vẫn cứ tiện hơn và dễ lấy đạn hơn. Chúng ta sẽ cất bớt cái này đi. Cất bỏ bớt là cây không dùng gì. Giờ chúng ta sẽ đến cái cầu thang ẩn lúc nãy. Nó ở trong này đúng không? Chưa mường tượng ra được cái ảnh của anh chàng này như thế nào.
Ngược lại. Vâng, đúng luôn. Không phải hả? Nhìn rất là giống không phải? Điểm khác nhỉ. Đây, đây giống hơn các bạn ạ. Chính xác rồi. Ở đây chúng ta sẽ lấy được cái gì? Vâng, cái cây cát thứ hai. Rất đúng đường luôn. Đây là chúng ta có hai cây cát. Đường đi tiếp theo thì chắc các bạn vẫn nhớ ở ngay cạnh cái chiếc xe tải của chúng ta. Ở đây có đồ gì không? Đây chúng ta có một cái file gì đấy, toy xe, modern shotgun, khá là nhiều đồ linh tinh, không biết nó để dùng cái gì. Toy xe, dù không biết nó là cái gì nhưng mình vẫn cứ mang về thôi vậy. Chúng ta có một cái băng mới, chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Happy birthday. Chúng ta sẽ về cái xe kia để xem vậy. Chúng ta lại nhận được cuộc điện thoại. Hey buddy. Hey buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Led Batty, lại Batty của địa ngục. Biết ngay. Lại thêm một anh xấu bọ này nữa. Anh đen hôi. Đen hôi thì rất là nguy hiểm. Có lại một anh nữa. Mình sẽ đi vào nhà trước rồi. Đến đây thì mình xin phép được dừng tập video mới này ở đây. Mong các bạn sẽ chờ đón tập video sau của mình. Tạm biệt tất cả các bạn.